Hello, xin chào các bạn. Một sản phẩm không thể thiếu được trong gia đình, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ, đó là gì? Đây, một sản phẩm giấy khô đa năng mình đặt trên Shopee nhá. Mới về ngày 23 tháng 12 đây. Hôm nay mình sẽ review và mổ nó ra để xem cái giấy khô nó như thế nào và quy cách ra làm sao, dùng như thế nào nhá. Mà các bạn cùng theo dõi cái video của mình nhá. Đó. Đây là hai hộp các bạn. Bởi vì các bạn nghe thấy tiếng của nó là đa năng, cho nên là nó dùng được rất nhiều việc, từ người già đến người trẻ đến người lớn đều có thể dùng được. Đây là hai bịch giấy khô đá lằn. Đây, mình sẽ nhấc một bịch ra nhé. Đây, khăn khô mípi mềm mại như làn da của bé, dành cho mẹ bầu và em bé là chính. Đây, mình sẽ bóc nó ra các bạn này. Đó, quy cách đóng gói đây. Đây là cái sản phẩm này, khăn giấy khô này các bạn này. Nó rất mềm mại nha. À, các bạn. Đó, giãn theo chiều ngang được này. Cái này dùng thấm nước có thể là vệ sinh cho bé từ trên xuống dưới chỗ nào cũng được các bạn ạ. Đó. Một hộp này là bao tiền nhỉ? Đây các bạn, nếu mà các bạn dùng thì các bạn là bóc ra từng tí một để dùng nhé. Cái giấy này nó hơn cái giấy vệ sinh rất là nhiều, bởi vì nó không thấm nước theo kiểu là bị tan ra đấy, nên là dùng xong là cái này còn tái sử dụng được đấy, nhưng mà thường thường thì nó cũng không đáng giá bao nhiêu cả, nên là dùng xong mình chỉ dùng một lần và vứt nó đi thôi nhé các bạn nhé. Đấy à. Thôi, video ngắn của mình đến đây là kết thúc nhá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hết cái video của mình nhá. Thân ái chào các bạn.